Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với Tavi Cooking nha. Đây là bánh mì cuộn len với công thức không nhồi bột và không dùng whipping cream và được nướng bằng lò thủy tinh của mình. Bánh mềm, dai, thơm bơ với công thức không nhồi bột, nguyên liệu lại rất là đơn giản. Mời các bạn cùng vào bếp làm bánh với mình nha. Mình dùng 140g bột mì số 13, 20g đường, 2g muối, 15g sữa bột. Trộn đều lên. Các bạn có thể dùng sữa bột em bé hoặc là sữa bột người lớn đều được nha. Và 2g men nở, không cần kích hoạt. Trộn đều lên. Sau đó mình cho vào 60g sữa tươi, 20g bơ nhạt đun chảy và 1/2 quả trứng gà đánh tan, khoảng 25g nha các bạn. Và mình sẽ trộn đều bột lên. Nếu các bạn thích vị béo hơn thì mình thay một nửa lượng sữa bằng một nửa lượng whipping cream nha. Khi bột đã được trộn đều rồi, mình tiếp tục, mình sẽ gập bột từ ngoài vào trong, trong khoảng 2 phút. Sau đó mình để bột nghỉ 15 phút. Sau khi bột nghỉ 15 phút, mình tiếp tục gập bột lần 2 trong 2 phút. Mình cũng gập bột từ ngoài vào trong như thế này ha. Mình có thể dùng miếng cắt bột để gập như thế này, hoặc là dùng phới dẹt như mình. Cách gập bột này thì khá là đơn giản và không mất sức như là các bạn phải nhồi bột. Sau đó, mình ủ để bột nở lên gấp đôi. Mình ủ khoảng 45 đến 50 phút thì bột đã nở lên gấp đôi rồi. Lúc này mình lấy bột ra bàn và vê tròn. Sau đó mình chia bột làm 5 phần. Mỗi phần bột khoảng 55g. Rồi mình vê tròn từng viên bột này lại.
Sau đó mình ủ các viên bột này trong 15 phút. Sau 15 phút, mình lấy ra vê tròn một lần nữa. Sau khi vê tròn thì mình đặt phần mặt láng xuống và mình cán tạo hình. Mình sẽ cán bột dài, chiều ngang thì bằng 1/5 của khuôn ha. Sau đó mình sẽ cắt một nửa miếng bột thành từng sợi như thế này. Sau đó mình sẽ cuộn lại, lúc này mình thêm nhân bánh vào tùy thích nha. Đây là lần đầu tiên mình làm bánh mì cuộn len cho nên mình làm bánh không nhân. Các bạn thích nhân sô-cô-la hay là nhân nho, hô và mình sẽ cho vào và cuộn lại thôi ha. Mình dùng khuôn tròn 14. Đây là cuộn len đầu tiên của mình đã xong rồi nè. Mình tiếp tục tạo hình các phần bột còn lại. Lần đầu tiên làm cho nên là mất nhiều thời gian để tạo hình và khuôn của mình hơi nhỏ cho nên mình chỉ để được 4 cuộn len thôi. Một cuộn len mình để nướng sau ha. Sau khi tạo hình xong thì mình sẽ ủ cho bột nở lên gấp rưỡi, khoảng 30 đến 40 phút. Rồi sau đó mình quét một lớp trứng sữa lên mặt bánh. Lúc này mình làm nóng lò ở 175 độ C trong 10 phút. Nướng bánh ở 175 độ C trong 15 phút đầu. Sau 15 phút thì mặt bánh của mình đã vàng rồi nè các bạn. Lúc này mình che mặt bánh bằng giấy bạc và hạ nhiệt độ xuống 160 độ C và nướng thêm 15 phút nữa. Và đây là thành quả, bánh mì cuộn len của mình sau khi đã nướng xong. Bánh vàng ươm, rất là thơm. Bánh bên ngoài thì vàng ươm, rất là bắt mắt, bên trong thì mềm, dai. Nếu mà có thêm nhân nữa thì thật là tuyệt vời. Về công thức
thì bánh này giống như là bánh mì bơ sữa, bánh mì ngọt, nhưng chỉ khác ở phần tạo hình thôi. Với công thức hôm nay, các bạn có thể làm nhiều loại bánh ngọt, bánh bơ sữa khác nhau, mình tạo hình và thêm nhân tùy theo sở thích. Đặc biệt, với cách làm này thì các bạn không cần phải nhồi bột vất vả. Thích hợp cho các bạn thích làm bánh nhưng không có máy nhồi bột và ngại nhồi bột bằng tay thì mình có thể dùng công thức này ha. Hy vọng với cách làm này thì các bạn có thêm động lực để làm những chiếc bánh cho gia đình bằng lò nướng thủy tinh của mình hay là nồi chiên không dầu đều được ha. Video của mình đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thích video này, hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để đón xem nhiều video mới nhé. Và nếu có góp ý hay thắc mắc, xin hãy để lại bình luận để mình cải thiện hơn nha. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả các bạn. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Bye bye!